Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với một dự án đường giữa của Areking, Best Irelia của máy chủ Hàn Quốc. Và ngày hôm nay sẽ là một cái đấu mà Irelia đối đầu cùng với Galio Limit. Và để xem ngày hôm nay thì dự án này có gì đặc biệt nha, let's go. Ok, Areking, đây là player mình đã làm rất là nhiều clip về anh chàng này rồi. Một player xử lý Irelia cực kỳ hay, với những pha làm choáng ảo, những pha đâm quy tốc độ cao và những tình huống xử lý 1v1 hoặc là xử lý teamfight vô cùng khủng khiếp. Đây là một Irelia cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và ngày hôm nay thì sẽ là một kèo đấu cùng với Galio, một kèo đấu mà hơi mềm một chút về mặt chất tướng dành cho Areking. Một chất tướng đấu sĩ đầu trận có khả năng gây DPS rất cao. Đối mặt cùng với một con Galio, một chất tướng đi đường giữa mang tình hướng support hơi nhiều. Tất nhiên Galio vẫn sẽ có sát thương và nó vẫn sẽ có cách chơi của nó như kiểu là dọn lính nhanh bằng quy nội tại và E. Nó có những cái CC đấy từ W cùng với E để có thể giúp chạy trong những tình huống cần thiết. Tuy nhiên thì Irelia cũng là một đấu sĩ có khả năng solo kill những vị tướng như Galio được. Và các bạn đã thấy là Galio cấp độ 1 nó chỉ có 30 giáp thôi, 24 giáp cơ bản, mặc dù là tướng tay ngắn nhưng mà nó chỉ có 24 giáp cơ bản. Con này thì đánh phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Cấp độ 1 để xem xử lý kèo đấu này như thế nào nhá. Galio mang theo cho mình đó là thiêu rụi cùng với áo tràng mây và ngọc chủ đạo sẽ là một cái dư chấn để tránh sốc sát thương. Cấp độ 1 Irelia cũng không phải là một đấu sĩ mạnh đâu nhá. Cấp 1 Irelia thậm chí thua rất nhiều đấu sĩ khác. Galio dùng quy và nội tại để ăn 3 con gần. Còn Areking bắt đầu tích stack nội tại từ những cú quy và lính như thế này. Tiếp tục đâm quy và giữ stack. Chấp nhận mất một chút mana. Đâm quy và lính để lấy 4 stack và sau đó chém liên tục vào người Galio. 3 đòn đánh tay liên tục. Sau đó giật về. Có lẽ stack nội tại sẽ hết khi mà không còn mục tiêu để giữ stack nữa. Và Galio trả lại một lượng sát thương đến từ nội tại cũng là tương đối lớn. Sức phục hồi đến từ Irelia nó cũng có đến từ những cú đâm kiếm nhưng mà cần phải cẩn thận một chút bởi vì Galio nó có thiêu đốt. Một giảm hồi máu đến từ mid lane bên phía bên kia. Quang Mic Dam ăn lính dưới trụ nào. Không chờ bất kỳ một CS nào. Rất đơn giản. Irelia là một trong số những con tướng mà mình nghĩ là rất là dễ farm. Việc Mic Dam ăn lính dưới trụ đối với Irelia nó không khó lắm. Ở đây là con tướng mà mặc dù nó có thể chết một vài mạng nhưng nó vẫn farm được là nó vẫn khỏe anh em nhé. Ở xử lý mắc binh chất tướng nó là con tướng cực kỳ khó chịu với khả năng phục hồi từ những cú quy và Galio bắt đầu thấy cái thế từ nhà đến trường nên là chỉ quăng quy lính từ xa thôi, không dám đấm nội tại nữa. Di chuyển quét mắt đấy từ Galio nhưng không phát hiện ra cái gì cả. Cánh dưới cũng đang PK liên tục từ đầu đến bây giờ và cặp bot cũng là một cặp đấu sĩ luôn. Swain cùng với cả Seth, một đấy không xạ thủ. Cánh trên là một kèo Rumble đang phải đối mặt cùng với Klett kích nội tại đấm luôn đến từ Rumble ạ. Klett đã cộng W khi sau khi xuống ngựa tốc biến bắn quy lên ngựa trở lại là có thể có solo kill. Rumble có thể đầu tư tốc biến để solo kill hay không đây? Không được rồi. Klett đã lên ngựa trở lại. Đứng giữa thì Areking đẩy trước một way. Tình huống di chuyển vòng ra đến từ Areking cùng với Viego và tình huống tốc biến chạy rất nhanh đến từ vị trí của Kindred nhưng vẫn có một tiếng follow up đến từ cú làm choáng của Areking. Đánh tay liên tục, chiến công đầu dành cho Areking rồi. Seth còn W tạo giáp và Galio tốc biến khiêu khích 3-4 thành viên đối phương. Quang Quy sát thương đánh tay đủ đến từ Kama để dứt điểm được Seth rồi nhưng Areking vẫn đang đánh tay liên tục với 4 stack đâm quy vào chém tay liên tục. Kiệt sức được đầu tư đến từ Swain để làm chậm đối phương và trăng dây làm choáng tốt thế này thì sẽ là mạng triple kill dành cho Areking. Quadra kill đến sớm chăng? Quy quadra kill. Quadra kill ở ngay cấp độ 4 dành cho Areking sau khi farm xong cho mình đó là 4 quay lính tại khu đường giữa không chờ bất kỳ một CS nào. 4 quay lính tại khu vực đường giữa với 25 CS đảo ganh xuống khu đường dưới và thể hiện sức sát thương đến từ một Irelia cấp độ 4 trong giao tranh tổng. Không có dịch chuyển, chắc là không có thiêu đốt cho tình huống vừa rồi. Chỉ có tốc biến mà thôi. Lượm được một mạng và sau đó thì lượm luôn cho mình cú Quadra 1 đổi 4. Một cái giá quá hời cho một con set hỗ trợ. Đâm quy lên trăng dây làm trắng trượt, gồng W giảm đam và sau đó bị giữ chân lại bởi La Chán Duran rồi. Bị thiêu đốt rồi, đâm quy liên tục đánh tay kéo theo được Galio trước khi lên bảng. Kindred cũng ngay lập tức lao xuống tốc biến xong thú trưởng bế ngược đối phương về trong trụ và Swain kích chiêu cuối luôn không bạn đây.
quên kích chiêu cuối tràn lên luôn cuồng thú quyền sát thương chuẩn, và nó khiến cho Karma đã không còn cơ hội để dùng tốc biến nữa. Nhưng sau đó là đại băng tiễn trả ngược trở lại, Kindred đã xuống găm E vào bắn liên tục. Phía sau là Irie King cùng với cả vị trí của Viego đã xuống rồi. Swain đã phải lên bảng những lưỡi kiếm tiên phong ép Galio phải tốc biến đi. Tốc biến theo đâm quy vào đến từ vị trí của Irie King có siêu dáng thế, còn W gồng W giảm đam, và sau đó thì tuyệt mệnh vào Galio có mạng của Irie King. Nhưng sau đó thì sao? Ui, cái cứu cứu sinh now play quả này hơi căng rồi, giết được một mạng là có thể giết hết đến từ vị trí của Viego, nhưng mà không giết được ai cả. Kindred đã rất bình tĩnh để có thể sử dụng cứu cứu sinh trong tình huống này, và một nhịp không giết được Galio khiến cho nó đấm ngược trở lại một cú. Nếu như cú đấm đó vào Viego thì nó có lẽ sẽ tuyệt hơn. Nó đấm vào người của Irie King và Irie King nằm xuống, cùng với đó là bốn người đồng đội của mình. Ba người đồng đội thì đúng hơn. Giày thủy ngân gấp anh em ạ. Hơi toang rồi. Át nó cầm mạng xào nó đẩy ghê quá. Cầm cái tiềm át nó đẩy liên tục cặp bot bên phía bên này, vừa có tiếu xử lý hay giết được Karma, nhưng mà tình huống PK ngay sau đó thì đã hết kỹ năng rồi, hết tài nguyên rồi. Và một quả cứu cứu sinh outplay quá gắt đấy từ Kindred đã khiến cho team Irie King bắt đầu gặp những khó khăn. Sau một tiếng trao đổi lỗ, cũng may hậu quả để lại nó chỉ là những mạng hạ gục và thua tiền tầm nghìn mấy thôi, không mất mục tiêu nào cả. Đâm vào đâm ra rất nhanh, và sau đó thì giáp trụ đầu tiên dành cho Irie King tại khu đường giữa với 175 tiền. Ok, vẫn đang bám farm rất tốt theo thời gian và đã có được giày thủy ngân ở món trang bị thứ hai. 5.002 tiền, bên kia cũng có những quái vật đến từ Kindred 4.007. As là 4.002. Team Irie King chưa ai vượt qua được 4.000 tiền trừ con Irelia 5 mạng này cả. Top thì Rumble bây giờ có thể suy nghĩ đến chuyện bỏ lane để đi ganh cho đồng đội với những cú chiêu cuối tầm xa rồi. Đang cầm 4 stack để ăn giáp trụ, đâm thẳng vào làm choáng rất ảo đến từ Irie King. Và sau đó thì là một tình huống Galio không còn tốc biến để chạy nữa, đánh tay liên tục với lượng DPS lớn. Galio quyết định quay người trở lại để lên bảng thay vì bỏ chạy và để Kindred rút lui. Solo kill, Swain kích chiêu cuối lên, nhưng mà liệu rằng có giữ được chiêu cuối hay không khi mà đối phương ở tầm xa đến như vậy, và không giữ được rồi. Dòng biến tố thì nó còn tới hơn 1 phút nữa, và Rumble đúng là đã di chuyển để có thể hỗ trợ đồng đội, con sứ giả còn để có thể áp lực vào trụ. Rumble quyết định giật ngược trở lại khu vực cánh trên. Led bây giờ cũng đã có cho mình một cái giày thép gai rồi, dọn lính cũng là rất nhanh. Rumble cũng không có nhiều khoảng trống di chuyển, nhưng không cần đến Rumble. Ê, Karma đang di chuyển ra, và Karma đang là người bị bắt lại cho tiếng này. Karma quay người trở lại tấn công vào Swain. Swain yếu máu và đã phải lên bảng rồi. Cánh còn lại thì trụ liệu rằng có hay không có, nhưng mà Led có chiêu cuối đi ra nha. Set solo với Karma và cuồng thú quyền kết hợp với thiêu đốt đã đủ sát thương. Irie King lao vào chung với đồng đội của mình, và Kindred không có cứ cứu sinh đã phải lên bảng, đẩy chiêu cuối trước khi lên bảng đến từ Irie King. Led đến với cú chiêu cuối xung phong, và sau đó thì Viego tuyệt mệnh về hướng nhà đối phương. Hướng này thì có lẽ sẽ chết mà thôi. Một pha đại bằng tiễn trượt tuyệt mệnh được dùng sang bên phía bên kia bờ tường đến từ Viego, bị giật lại bởi dây thừng bẫy gấu và lên bảng đếm số với mạng dành cho Led. Chúng một toa bản đồ có, nhưng cũng có những cái giá phải trả. Lại là một tiếng EQ tốt đến từ Led, đánh tay liên tục với khuynh hướng bạo lực mưa tên lửa được giải ra nhằm rút lui, nhưng đó là tiếng Galio kích đấp hai quá nhanh, lại lấy dây thừng bẫy gấu thành công, và Kled sẽ có thêm một mạng nữa chăng. Sát thương chưa đủ, E vào đánh tay, sau đó thì rớt nội tại. Song thú trưởng kéo người đối phương về trong trụ, và cuồng thú quyền vẫn còn để có thể có mạng dành cho Set hỗ trợ. Sau đó tiếp tục đấm nhau tay đôi với Galio phía bên kia, nhưng sát thương đã hết rồi. Một game đấu bắt đầu có tốc độ được đẩy lên cao hơn sau khi mất trụ một, thì bên phía của team 2 đang cố gắng giao tranh để gỡ mạng, và gỡ được khá nhiều mạng ở trong tình huống vừa rồi. RQ trượt đến từ Karma rồi, coi chừng bị kéo E nha. Kéo E chúng là Irelia đã cho một phát, ui phản xạ khá nhanh đến từ Karma. Chỉ cần một phát trăng dây làm trắng chúng đến từ Irelia, nó đâm vào thì không đỡ nổi đâu. Và thần thoại của Irie King trong ván thi đấu này sẽ là một cái bó tên ánh sáng, cùng không phải là bó tên ánh sáng, nâng cấp lên thì nó thành cái nỏ tử thủ thì đúng hơn. Dòng nguyên tố thứ hai đã sẵn sàng rồi, Galio đang ở trạng thái máu yếu và cần phải về để có thể trở lại. Nhưng mà Galio có siêu dáng thế nhá. Kled đã chạy thẳng xuống khu cánh dưới để kiểm soát con rồng cùng với đồng đội, còn trong khi đó thì Rumble trở lại khu cánh trên. Và nếu như đối phương quyết định ép Baron ở nhầm ép rồng trong tình huống này thì có lẽ sẽ phải bỏ. Bỏ thôi. Bỏ thế này thì cướp được con bùa đỏ cánh trên cùng với Rumble băng trụ con Galio được không nhờ? Cướp xong bùa đỏ thì sẽ có Way ở mid, nhưng mà Way mid này con Swain ra đón được này. Irie King có thể di chuyển lên cánh trên để bắt con Galio trong lúc đối phương đang ăn con rồng nguyên tố cánh dưới như này. Ping chấm hỏi liên tục đến từ các thành viên phía team 2, và Irie King quyết định trở lại khu đứng giữa cùng với Swain và Set, chứ không phải là một tình huống bắt con Galio cánh trên. Nhưng đối phương đã có khá nhiều tầm nhìn cái khu vực này rồi.
Ari King phải về để đón quân lính ở khu vực đứng dưới mà Klett vừa đẩy xong, và Klett lại hồi chiêu cuối lại rồi đấy nha. Nó có thể tràn ra khu đứng giữa với chiêu cuối để băng trụ chung với đồng đội khi mà đã có siêu giáng thế cùng với cứu cứu sinh. Những chiêu cuối có thời gian hồi siêu lâu trong Liên Minh Huyền Thoại. Đại băng tiễn lọt khe rồi. Chiêu cuối được Klett được dùng, đó là mưa tên lửa giải ra khe góc xạ thủ đối phương và băng vào với siêu giáng thế. Đó là một tiếng băng trụ mà những chiêu cuối có thời gian hồi chiêu lâu đã được dùng một cách hiệu quả, nhưng Seth vẫn có thể tốc biến đi với Theodos trở lại. Và Ad tốc biến lên trong trụ, Iron King làm choáng được Ad và Ad đã phải lên bảng rồi. Iron King đẩy chiêu cuối cũng tốc biến của mình. Sau đó đông quy vào được hay là không? Câu trả lời là không. Đối phương có tới 4 người ở đây và đồng đội của Iron King đã nằm xuống tới 3 người. Chỉ gỡ được mạng đến từ Ad mà thôi. Sau nửa giây suy nghĩ thì Iron King quyết định không đâm quy vào sau cú lưỡi kiếm tiên phong. Một pha đẩy trước ở hai cánh, sau đó di chuyển ra để có thể băng trụ, và các thành viên phía team 2 đã có một tiếng băng trụ 1-3. Lúc này thì team 2 đã chính thức vươn lên dẫn trước về mạng, cân bằng về rồng và có con sứ giả thứ hai để cân bằng về sứ giả. Mạng thì vẫn đang hơn và trụ thì đã đều rồi. Khá căng, một cái đấu khá căng khi bên phía bên kia thể hiện sự đồng đều của đội hình, còn bên phía bên này thì một tay Iron King đang cần phải làm hết khi mà cầm những mạng hàng ngũ sớm. Đồng đội hiện tại đang khá thọt. Swain đang farm cực kỳ ít và nằm xuống tới 3 lần. Set thì cũng chỉ là một set hỗ trợ mà thôi. Rumble kích đỏ nòng lên sấy cực đau vào người của Klett. Và Klett không có E để về, quay người trở lại xích trúng. Dính E lần 1, dính E lần 2. Mưa tên lửa giải ra sau khi đối phương rớt ngựa, và sẽ là mạng dành cho ai mà thôi. Mạng dành cho vị trí của Rumble, nhưng sau đó Kindred đến. Và Set không có chiêu cuối để có thể xử lý cho tình huống này, nên quyết định rút lui, không solo với đường rừng đối phương. Kindred vẫn còn cực cố sinh và Set chưa hồi đấu trường hủy diệt. Và sau đó thì Swain kích quy xịt R lên nhìn rất là chấm hỏi, nhưng sau đó Kindred quyết định quay ngược trở lại. Và sau đó thì trả cực cố sinh ra. Hết cực cố sinh, ai sẽ là người chết trước đây, Swain hay là Kindred đây? Nó sẽ là con Kindred này. Đó là con Swain, nhưng mà Kindred các bạn ơi, Kindred nó flash ra được luôn. Viego lao đến với cú tuyệt mệnh, và Kindred cuối cùng cũng đã phải nằm xuống rồi. Ngạc nhiên chưa? Cặp bot yếu quá anh em ơi. Nếu mà có chiêu cuối set thì sớm bế nó ra khỏi cửa cứu sinh là ngon đấy, nhưng mà không có. Hơi đen. Còn nhân vật chính của chúng ta, Iron King, đã đánh lên cánh trên rồi. Vừa rồi là tình huống đánh xuống cánh dưới, nhưng sau đó đổi lên cánh trên để có thể để lẻ. Tầm này đã có nỏ rồi thì quyết định lên thêm cho mình một chút về chống chịu với một mảnh của team băng. Let tung chiêu cuối chỉ để đón lính mà thôi, không phải là một pha quyết định Onin solo với Irelia. Tôi nghĩ là kèo này thì đẩy lẻ cánh nào cũng win thôi. Nhưng mà cánh win nào cho nó hiệu quả thì chưa biết. Thậm chí Viego nhường luôn cả búa xanh để Iron King có thể đẩy lẻ. Năng lượng hiện tại sau khi có được cho mình một cái phiên mãnh sư thì nó đã là tương đối rồi. 1.200 rồi. Game cân quá ha. Tiền ngang nhau, mạng gần như là ngang nhau, rồng ngang nhau, sứ giả ngang nhau. Bây giờ sứ giả trên người Kindred vẫn còn, và để xem Kindred sẽ cầm sứ giả thả đường nào. Đường giữa trụ này không còn nhiều máu nữa nha, một quay đẩy đẹp là có thể ăn trụ, nhưng mà phía sau không còn trụ nữa nên là Ash cùng với Kapma vẫn đang đánh khá rén. Thôi thì chờ những chiêu cuối quan trọng hồi lại rồi đánh vậy. Chiêu cuối Klett là 89 giây, chiêu cuối Kindred là 136 và chiêu cuối Galio là 138. Đã có thêm giảm hồi chiêu cho những cú chiêu cuối rồi, nhưng vẫn còn khoảng thời gian khá lâu để Kindred có thể hồi lại. Một tiếng kéo eco vào đồng đội đến từ vị trí của Swain, nhưng Seth vẫn mất máu quá nhiều và còn cái W. Tung W và sau đó thì Iron King đến để bảo kê cho Seth trong việc rút lui cho tình huống này. Một pha đẩy cao và ngay lập tức phải trả giá đến từ Seth, nhưng ít nhất cũng đổi được một chiêu cuối quan trọng. Đau 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 đau. Đổi được cái đại băng tiễn. Vừa rồi đi ra với đối phương bắn cho vài đòn thôi là thấy mất khúc máu rồi, anh em cho xin bãi chim hút máu lại phát. Người đông quy không chết lính này hút máu kiểu gì đây? Chỉ đó thì có Kindred lao vào trừng phạt, lấy luôn con chim to và lấy luôn cả một đồng nguyên đấn thì phải. Dịch chuyển trở lại đến từ vị trí của Iron King sau một tình huống bấm B về hồi máu. Sứ giả đã làm tốt nhiệm vụ của nó, và trước thềm rồng thì đó lại những quay đẩy hợp lý cho bên phía team 2 cho việc tiến ra rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu này. Và bây giờ sẽ là tình huống nhường luôn bùa đỏ chăng? Cặp bot như thế này thì cũng không cần ăn bùa đỏ đâu. Klett lao vào trước, mưa tên lửa góc rất đẹp đến từ Rumble, nhưng đối phương tách ra rất nhanh để có thể né sát thương của nó. Cuồng thú quyền cũng không lấy được nội tại đến từ Klett, và người vừa bước lên cao đó là Rumble cùng với Seth đã nhận lại một cú RQ Kama. Còn Ash như thế này đồ thì nó cứ bốc liên tục thôi, chưa thấy mặt rồng đâu, mỗi người đã mất tới nửa cây. U là trời, té về 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 về
Team về hết, Arena đứng ra đây gì đây? Set còn chưa bấm B về được nữa, cơ set tốc biến chạy và cùng thú kiếm của set vẫn còn để tạo ra và sau rút lui, nhưng đối phương tung chiêu cuối đến từ Clash lao lên, làm choáng bắt đầu đâm quy vào đến từ Iron King, nhưng sau đó thì có cái gì để lấy ra nữa đây, kẹt lại giữa năm thành viên đối phương, 1v5 rồi, quá khó, có được một mạng duy nhất của Kindred sau đó lên bảng mà thôi. Và Kindred đã không có cứu sinh được trả ra cho chúng vừa rồi để rút lui, và đồng đội đang có định giao tranh khi thấy rằng có một pha đi chuyển lỗi đến từ vị trí của các ma. Gõ mạng dành cho Viego nhặt xác lên và sau đó tiếp tục chung cuối vào đến từ Viego. Một tiếng dồn sát thương giết được vị trí của Galio, sau đó thì Squid cũng đã phải trả mạng nhặt xác Galio lên đứt EQ các kiểu chung cuối và dứt điểm thêm một người nữa. Và nhặt được thêm cả con Clash lên nữa, pha E lên flash lên chung cuối, đối phương flash chạy W theo. Một tiếng trừng phạt làm chậm W theo làm choáng, có thanh tẩy nhưng mà thanh tẩy làm cái gì nữa đây. Quét sạch cho các thành viên bên phía của team Iron King. Mặc dù chết Irelia nhưng mà sau đó là một tình huống di chuyển lỗi đến từ phía team 2. Và team Iron King đã comeback phần nào đó. Lạ thật. Hy sinh thằng xanh nhất team để có thể quét sạch. Bên kia tưởng là giết được Irelia là cũng là win rồi anh em ạ. Nhưng mà không ngờ có một thứ khác là con Viego này. Nó cũng lật kèo căng. 19-18, 1000 tiền chênh lệch. Nhưng vừa rồi mất dòng nha, một tiếng trăng dây làm choáng khá dài đến từ vị trí của Iron King và đối phương tốc biến đi thì quyết định không tốc biến theo. Đó chỉ là một con Karma hỗ trợ mà thôi. Đầu tư tốc biến ăn mạng hỗ trợ với 300 thì nó có vẻ là không value cho lắm tại thời điểm giữa game như thế này. Đầu trận thì ăn thoải mái, với 300 có thể snowball đi đường khỏe. Nhưng đến thời điểm này 300 thì nó cũng cần phải suy xét rất nhiều đấy nha. Team 2 có mở, team 2 có pop. Còn team 1 thì tay ngắn nguyên team. Đội hình 5 đấu sĩ này thì để đối phương poke là rất khó đánh đấy nha. Đại băng tiến từ xa nó trúng vào Rumble và Rumble vẫn còn đủ máu để rút lui, nhưng mà sau đó thì mất máu quá nhiều, vẽ cái mưa tên lửa đấy bạn. Tốc biến đến trở ra đến từ Rumble, vẽ mưa tên lửa trở lại. Một tiếng bấm đồng hồ đến từ vị trí của Galio, sau đó tốc biến đi, Squid kích chiêu cuối. Một cú RQ chất lượng đến từ K3 trúng cả ba thành viên đối phương và Squid bắt buộc phải bấm đồng hồ rồi Clash tung chiêu cuối xung phong khép góc bốn thành viên còn lại và Squid bắt buộc phải là người nằm lại cho tiếng này. Tuyến trước hơi mỏng anh em ạ. Không có ai vào để bây giờ kể cả có R5 mà không có ai tanh hoặc là không ai CC cho mà đâm quy thì cũng vậy thôi anh em ơi. Sức chống chịu của Iron King bây giờ cũng có nhưng mà chưa phải là tốt lắm. Kindred còn cứu sinh, bắt buộc phải nhả cứu sinh sau tình huống vừa rồi bị dính làm choáng. Iron King giật ra một nhịp để né cú chiêu cuối sử dụng dáng thế của Galio. Galio vẫn gây được một sức thương rất lớn và Iron King quyết đâm ngược trở lại trước khi lên bảng mà thôi. 4 mạng của trong phía team 2. Không đủ khả năng chống chịu để bơi vào anh em ạ. 5 con đấu sĩ như thế này nhưng mà không đánh nổ. Bên kia thì đối phương bắt đầu ập vào Baron và Rumble không có chiêu cuối, sẽ phải cản như thế nào đây? Có tầm nhìn. Có tầm nhìn nhưng mà sau đó thì đối phương trừng phạt là mất. Vẽ cái R vào đây bạn ơi, vẽ cái R rất đẹp đấy từ Rumble để gây một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp nhưng mà nó ê có trừng phạt. Không có bất ngờ nào xảy ra cả. Một pha bắt E rất tốt đến từ Squid và sau đó thì không đủ sát thương để giết Kindred. Đam rất yếu đến từ một Squid chỉ có một trang bị tại thời điểm này. Dịch chuyển được dùng đến từ Iron King lên khu cánh trên bản đồ, đại băng tiễn bắn ra nó không trúng, Iron King đã đâm quy chạy được, bị làm chậm tốc biến qua đâm vào giết được Kama, deny được một búp Baron duy nhất mà thôi. Và sau đó sẽ hướng tới trụ top để có thể gỡ tiền. Giữ cái tốc biến nhưng mà kể cả có tốc biến trong giao tranh cũng không làm được gì cả. Phần còn lại phải vào trước để gây nhiễu loạn đội hình đối phương và sau đó Irelia nó sẽ đánh theo kiểu là một carry tiến sau. Chờ đối phương mất CC hoặc là mất kỹ năng rồi sau đó thì sẽ vào vét, nhưng mà tuyến trước này hơi yếu. Tiền thua thì chưa phải là nhiều lắm nhưng đối phương đang cầm tới 4 búp Baron ạ. Và 2 AD bên phía bên kia nó khá khỏe. Chỉ là con Ad này phải lết tôi nghĩ là sẽ không được khỏe lắm so với lượng sát thương chí mạng. Bù lại thì Kindred bắt buộc phải là người carry và Kindred hiện tại đã có cho mình 5 đồng nguyên ấn rồi. Con rồng nguyên tố đang chuẩn bị được hồi sinh tại khu vực cánh dưới bản đồ và nó là cánh mà hiện tại lượng tầm nhìn của team Iron King là quá ít đi. Món trang bị thứ tư thì Iron King tiếp tục muốn đóng thêm sát thương. Tuyến trước thì cũng đã bồi thêm rất nhiều sát thương rồi. Nhưng vấn đề là những đấu sĩ như thế này vẫn đang chưa có đủ trang bị chống chịu để có thể bơi vào một cách thoải mái. Và đội hình đấu sĩ tay ngắn thì gặp ngay con Kindred, nó có cửa cứu sinh cover cũng rất là khó chịu. Combo cửa cứu sinh kết hợp cùng với súng dáng thế thì nó lại là combo kết hợp với nhau khá là hiệu quả. Đại băng tiện chúng vào Squid bốc hơi rồi. Tốc biến còn nhưng mà có dùng đến kiểu gì cũng không sống nổi. Rồi thì ngân có rồi đấy nhưng mà không tỉnh nổi.
Ashe sẽ đánh theo dạng một Ashe support trong game đấu này, và sát thương thực ra vẫn có. Chỉ là vấn đề late game thì lượng DPS nó sẽ không được nhiều thôi. Sau khi ăn xong mạng vừa rồi thì Kindred và Galio ra lượm nhẹ con rồng nguyên tố thứ ba cho phía team 2. Phần còn lại thì nó không di chuyển ra và nó đứng lại khu đường giữa để nó tìm kiếm cơ hội bắt lẻ và giữ thế lính để có thể ăn trụ. Galio lao lên với một tiếng CC được hai thành viên đối phương. Arikin đang đến đặt E1 ra, đặt E2 trượt rồi đâm Q vào. Chiêu cuối còn đến từ Arikin nhưng đối phương tung siêu dáng thế xuống. Và bên phía bên kia thì Seth bị làm tráo bắt buộc phải tốc biến chạy về áo tràng mây. Galio lao lên với một cú Q sắp thực là chưa đủ. Diego lao lên cũng bắt buộc phải tung tuyệt mệnh để rút lui. Iron King đâm vào, làm choáng trúng vào vị trí của Kindred. Chiêu cuối lại đẹp đến từ Rumble để chung cuối chúng hai thành viên đối phương, nhưng đâm quy vào được hay không đây? Và tốc biến đến từ Squen được dùng để đổi tốc biến với Kindred. Kindred tốc biến đi vẫn đang quáng thả diều, trả lại sức thương cực kỳ nhiều. W đến từ Squen trúng vào Karma, hồi máu lại đến từ Squen là có. Galio lao lên có được một mạng gục, có mạng hầu thứ hai cho phía team 2 rồi. Cực kỳ nhiều người yếu máu ở đây nhưng Iron King không dám ra vết vì không còn chiêu cuối, không còn tốc biến nữa. Đâm quy vào, trăng dây làm choáng chỉ trúng lính mà thôi. RE đến từ Karma kích hoạt để có thể lao lên và Kindred vẫn còn cái cử cứu sinh đấy nha. Đại bằng tiễn lại hồi lại, lại bắn tiếp và tốc biến đến W chết ngay vị trí của Rumble rồi. Quá khó dành cho các thành viên phía của Iron King trong việc phòng ngự. Kindred vẫn còn cử cứu sinh chính xác lại như vậy và con Rumble này nó vẫn còn chính xác là ui dịch chuyển giữ lính luôn ạ. Kled vẫn còn một tình huống ui trăng dây làm choáng ba người, tiếp tục đâm quy mạng đầu tiên cho Iron King, tiếp tục đâm quy có mạng thứ hai cho Iron King, máu hồi từ đắc thắng, tiếp tục đánh tay và triple kill cho Iron King, đâm quy vào quad ra kill cho Iron King, beta kill dành cho Iron King cho tình huống tử thủ vừa rồi. Wow, Kindred không kịp cứu sinh à? Con Kled cũng sắp lên ngựa luôn rồi anh em ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống replay này. Hết Baron và dùng một tình huống dịch chuyển để giữ lính đến từ vị trí của Kled. Đâm Q chết lính, E2 vào làm choáng 3 người và ngắt luôn cả cú TP đến từ Kindred. Đâm Q đánh tay, gồng W dứt điểm hỗ trợ đối phương, đâm Q ngược trở lại. Đâm Q sang ngang để lách kỹ năng đối phương và đánh tay đâm Q. Đánh tay dứt điểm con Kindred không cứu sinh này. Hồi máu từ đắc thắng lại đánh tay. Đánh tay hồi máu lấy triple và Ashe không có DPS. Đâm Q vào, Kled vừa lên ngựa xong lại rớt ngựa và nó là một tiếng pentakill. Trong một pha 2 đánh 5 của Irelia trong tay của Iron King. Giữ lại ván đấu này. Chưa mất trụ vệ chính nào cả, chỉ mất một mega mà thôi. Tiền đang cầm trên người sau cú penta nó khoảng chừng 3.000 anh em nhé. 3.000 tiền. Vì nó có khá là nhiều mạng shutdown phía bên kia và Kindred không kịp trả cứu sinh đã khiến cho bên phía của team 2 thua một pha team 5 vô cùng then chốt. Nó đáng nhẽ ra có thể làm tiếng giao tranh thắng và kết thúc ban đầu. Nhưng việc không nhấn kịp một nút error đến từ Iron King, đến từ Kindred đã khiến Iron King có một pha penta. Game đấu chưa hẳn là lật lại cho bên phía Iron King vì vẫn đang là chịu thế lính khó chịu đến từ Mega. Nhưng tiền thì đã kéo xuống chênh lệch ở một con số thấp hơn rất nhiều so với trước đó rồi. Và sau khi có được cú pentakill vừa rồi thì lượng trang bị mang ra đến từ Iron King nó vẫn sẽ là cực kỳ lớn. Tình huống soi E và bắn đại bằng tiễn trúng tầm xa đến từ Ashe và Iron King đang cần sự hỗ trợ đến từ Squen để rút lui. Squen có một tình huống đứng lại để cover cho đồng đội. Kindred đang cố gắng lao lên nhưng lính giảm choáng rồi. W đến từ Squen giữ cho đối phương lại và sẽ có mặt ở đây nhưng sẽ coi chừng nhà sẽ có thể làm tiêu được chọn sau khi đối phương không bắt được Iron King. Rumble cũng đã trở lại sau khi đẩy một wave nhẹ nhẹ tại cánh dưới để hỗ trợ cánh trên trong việc rút lui. Chỉ cần Ire về đến nhà và giải phóng lượng tiền 3.600 này thì một nguồn carry đích thực có ở trong đội bên phía team 2 có thể sẽ giúp cho ván đấu trở nên dễ dàng hơn. Đối phương vẫn có lợi thế Mega và vẫn đang hơn tiền, cùng với đó là 3-1 về rồng. Và khi đối phương có linh hồn rồng đất nữa thì nó sẽ trở thành câu chuyện khó khăn hơn dành cho team Iron King rất nhiều về dạng late game khi mà team 5 với linh hồn rồng đất với 3 rồng đất nữa. Kindred đã có giáp đến từ con pet rồi. Một tiếng bắt E tốt, Iron King lao lên làm choáng nhưng không trúng ai cả. Galio ngay lập tức quăng Q vào, gồng W vào, đâm kiếm vào một con Galio và sau đó thì Seth kéo E về đống W. Chiêu cuối mưa tên lửa có vẻ là đẹp, Kled lao vào, sau đó mất nội tại và sau đó thì Kled có lẽ sẽ phải lên bảng trang dây làm choáng để chiêu cuối đâm Q liên tục đến từ Iron King. Iron King múa cực kỳ khét và có cực cứu sinh để cover. Iron King đâm thẳng vào vị trí của Ashe gồng đồng hồ để có thể giảm đam tiến sau đã làm cực kỳ tốt và đó là một tiếng giao tranh thắng dành cho team Iron King. Quét sạch không mất bất kỳ một ai, năm đấu sĩ có một tiếng giao tranh quét sạch và không chết bất kỳ một ai trong tình huống này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống mà Squen cũng đã mất máu rất nhiều và Iron King bắt buộc phải đâm vào con Galio đang có W bị CC lại nhưng vẽ mưa tên lửa góc rất đẹp và gần như sát tương tuyến sau đến từ các thành viên phía team 2 bị cản lại sau cú mưa tên lửa vừa rồi đến từ Rumble. Còn Iron King chỉ vì một chấm máu, 1.000 máu còn lại về nhà đóng đồng hồ và có cho mình cái trang bị
để giảm sát thương sốc đến từ một cái vũ điệu tử thần, và sau đó rờ flat vào đâm quy liên tục ép Kindred phải dùng cừu cứu sinh, đâm cả vị trí của Ash yếu máu, và sau đó bấm đồng hồ để câu thêm thời gian chờ kỹ năng hồi lại. Và phần còn lại của đồng đội thì đã xử lý giao tranh cực kỳ tốt với máu hồi lại để không ai phải lên bảng cho tình huống giao tranh này cả. Tình huống giao tranh thắng, và ngay lập tức Iron King thực hiện cú dịch chuyển ra khu đường giữa để có thể đẩy lính lên cao. Baron đang chờ sẵn với 20 giây. Đây sẽ là con Baron miễn phí cho team Iron King rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian 20 giây này thì cần phải kiểm soát lại các wave ở các khu vực đường khác nhau, cùng với cướp thêm các bãi quay rừng cần thiết nếu có. Và con Baron này nếu có thì nó sẽ là con Baron giúp bên phía của Iron King lật lại ván đấu này. Tiền đang cầm là 2.800 rồi. 2.800 này thì Giác Thiên Thần chắc chắn sẽ có ở lần về nhà tiếp theo, cùng với Giác Thiên Thần sẽ là một cái dược phẩm nữa. Không biết lên dược phẩm cứng cáp hay là dược phẩm phẫn nộ để gia tăng thêm sát thương nữa. Nếu dược phẩm cứng cáp thì tôi nghĩ hợp lý hơn, bởi vì dược phẩm phẫn nộ thì lúc này không cần thiết lắm. Hồi máu đã nhiều đến từ Irelia sẵn rồi. Một game đấu mà Iron King đang làm cực kỳ tốt nhiệm vụ của một người chơi carry. Dược phẩm cứng cáp, Giáp Thiên Thần, Klett tung chiêu cuối bắt lẻ Swain, người đang đi lạc, đại băng tiến từ xa, trước đó là nhìn nó đã trượt rồi. Swain tung E và quăng rút lui bằng hạt thông nổ rất tốt. Dòng nguyên tố đang chuẩn bị xuất hiện ở tại cánh dưới với Baron thì team Iron King có thể trở lại kịp hay là không đây. Vẫn cần phải đón đợt lính khu đường giữa trước khi di chuyển ra, tầm nhìn gần như là không có. Và đối phương đã cắm mắt trước rất nhiều rồi. 10 giây nữa. Quyết định bỏ linh hồn rồng để đẩy thẳng vào khu đường giữa chăng? Tầm nhìn rất ít đến từ bên phía của Iron King. Team Iron King quyết định bỏ rồng rồi. Bắt đầu vòng ra phía sau được đối phương, nhưng đi đến đâu là đi qua tầm nhìn đến đó. Với lính đường giữa đã được giải quyết và lính có Mega nó cũng đã không còn áp lực nữa rồi. Bên phía bên này có thể đớp nhanh con rồng 12.000 máu này. Viego vừa ló đầu ra để check, liên tục di chuyển phê check khi không có tầm nhìn, và ngay lập tức đã phải trả máu rồi. Rất nhiều máu là đằng khác. Nhưng mà được cái là đội hình này thì cũng có ông Rumble vẽ một tên lửa khá đẹp. Vẫn có cơ sở để cạnh tranh nha. Iron King đang được nhường lại con bùa đỏ để có thể phục hồi máu và gia tăng sức mạnh giao tranh. Trừng phạt nó sẽ là 50-50 dành cho cả hai người chơi đi rừng. Đại băng tiễn từ xa mở chúng và hỗ trợ đối phương. Galio lao lên với cú quy băng trượng giữ chân đối phương lại và xét mất cho mình nửa cây máu. Thêm một tình huống đánh tay nữa đến từ vị trí của Ash với mưa kiếm. Thêm một cú W nhiều người nữa đến từ Ash, và sát thực lan đến từ vị trí của Ash với mãng xà. Là cực kỳ nhiều. Iron King đang có định tạt bên phía cánh phải nhưng rồng bắt buộc phải bỏ. Chưa ló đầu ra anh em ạ. Chưa ló đầu ra đã mất tới nửa cây máu mỗi người rồi. Cái sức sát thương tầm xa đến từ Karma, đến từ Ash. Nó là quá rác đi với cái linh hồn rồng. Lúc này nó giúp cho bên phía team 2 có một lớp giáp ảo cùng với lượng chỉ số đến từ 3 dòng đất nữa anh em nhé. Tương đối đáng kể đấy. Thế tôi nghĩ 3.000 tiền chênh lệch này nó chả đáng bao nhiêu. Irelia đã full đồ nhưng phần còn lại thì chưa được nhiều đồ lắm. Galio này thì cũng không phải là Galio quá dày đâu nha. Để tiến trước bên phía team 1 chỉ phụ thuộc vào... Ui, Klett lại còn lên cái gì đấy ạ? Và lao lên đến từ Iron King đẩy chung cuối chúng hai thành viên đối phương lao vào ăn trụ trước người sau. Mưa tên lửa vẽ ra đẹp ép cừu cứu sinh rồi. Có siêu dáng thế đáp xuống. Giác Thiên Thần còn gồng W giảm đam đối phương. Và Kindred phải tốc biến đi, tốc biến theo E tốt đến từ Seth, và ngay lập tức Swain có mạng rồi. Hủy diệt đấu trường được dùng và Galio cũng đã phải ra đi. Klett tung chung cuối ra co vào đồng đội nhưng quá trễ rồi. Nó là mạng liên tục dành các thành viên phía của team Irelia, và nó là một tình huống 4 người, 3 người phải lên bảng. Và lao lên trăng dây nhưng mà đối phương giật về. Và bây giờ thì Karma cùng với Ash sẽ phải phòng ngự như thế nào đây? Một pha mở nhìn có vẻ là hơi lố đến từ Iron King, nhưng vô tình nó lại là một tình huống giao tranh thắng. Và bây giờ thì đó là tình huống Baron đẩy thẳng vào để kết thúc ván đấu. Đại băng tiễn từ xa nó trúng vào tiến sau và thôi, trăng dây làm trắng tốt đến Iron King, tốc biến lên kéo E tốt đến từ Seth. Và mạng dành cho vị trí của Seth trong tình huống vừa rồi. Seth tiếp tục lao lên còn cái W để có thể tạo giáp. Sát thương Karma là vô cùng hạn chế, cố gắng làm một điều gì đó đến từ Karma nhưng không được, tốc biến còn bị làm choáng, bị lên bảng điểm số mạng thứ 18 dành cho Iron King trước khi kết thúc ván thi đấu này. GG, cứ ngỡ như đó là tình huống mở mà cái cơ sở là không nhiều đến từ Iron King khi mà đồng đội ở khá xa nha các bạn. 4 người phía sau đẩy chiêu cuối chúng hai thành viên đối phương, đâm quy vào 2 lần và sau đó đánh trụ trước. Quá trâu, quá nhiều sát thương, và Rumble đã bồi thêm một cú trụ cuối tầm xa ép Kindred phải dùng cừu cứu sinh rồi. Vì còn Giác Thiên Thần nên Iron King rất là tự tin chống chịu đến từ đảo thủ gồng W lên nữa. Kindred vừa flat ra thì Seth nó lao lên nó chộp luôn rồi. Tốc biến lên kéo E. Kindred không còn cái gì để chạy nữa cả. Và sau đó là một pha mà 5 đấu sĩ bu lại với nhau đấm chết được thêm Galio. Nó tuyến sau không có DPS, hoàn toàn bất lực trước những đấu sĩ như thế này. Đã là thời điểm mà đấu sĩ có từ 2 cho đến 3 món trang bị, nó rất khỏe rồi. Chúng ta cùng check down cuối game một chút nha.
Ok. Lượng sát thương cuối game cho các bạn xem thì Ashe nó poke đến 34.000 sát thương, còn Kak'Maw nó poke cũng 30.000 sát thương. Galio AP Demid cũng gây tới 29.000 gần 30.000, Kindred cũng tương tự là như vậy. Aurelia không phải là người lead dam với 33.000 sát thương ở đây. Nhưng quan trọng là những đấu sĩ này nó có cái sức chống chịu. Cái chỉ số về chống chịu của nó là tương đối tốt. Và đây là một game đấu mà trở lại từ cõi chết đấy anh em ạ. Một pha then chốt nhất vẫn là pha Kindred không cứu sinh kịp cho cú pentakill của Ahri King. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi một game đấu mà Best Aurelia của Hàn Quốc thể hiện khả năng carry trong một đội hình 5 đấu sĩ. Hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác nha.